Ủa đi đâu xuống tới Long An vậy nè? Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Na Liêu. Hôm nay thì Na đang ở Cần Giuộc, Long An. Hiện tại thì đây là cảnh của mẹ lôi tôi đi đâu vậy? Hôm nay thì mình có một cái thử thách, đó chính là ăn xoài tại cây và một lúc ăn 5 trái xoài. Và ở Sài Gòn thì Na kiếm không có xoài, cho nên là hiện tại thì Na đang ở dưới Long An và có gặp SC để dẫn đường đến cái chỗ nào đó thích hợp để quay. Thì bây giờ mọi người đoán xem cái vlog này nha. Bây giờ là chắc là mình phải đi hái chậm xoài đây. SC cùng mình đi. Thỉnh thỉnh thỉnh. Trời ơi, bả sao cái giỏ như bóng vậy? Vậy con trai hay là gái? Mít nè, mít nè. Con là con trai. Trai hả? Ừ. Dạ, trai, trai thẳng nha mọi người. Đây là SC ruột của Na. Thì bây giờ SC Na sẽ dẫn Na đi khám phá Long An và sẽ dẫn đi hái xoài thôi. Ủa cái cốc hồi nãy hái trộm đâu rồi? Đây, đây, đây. Đây đây, cốc non nha mọi người. Quay cận vô cái đống cốc này. Đây là trái cốc non. Thì xíu nữa bây giờ là Na đang kiếm rất là nhiều cây xoài luôn, nhưng mà chưa có cây xoài nào thích hợp để mà quay cho nó đẹp. Thì bây giờ bên kia cũng có xoài kìa. Thì bây giờ đi theo Na, đi theo chân Na để kiếm xoài nha. Ê, 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 cái trái này thì cảm thấy là nó cũng được đi ha. Đó. Có cách nào bẻ cái cành xuống tí rồi xong rồi. Kìa, ba trái kia nó sệ xuống đất kìa. Nhưng mà nhà này có người. Kìa, tí xòa ra ngoài luôn kìa. Và các bạn ơi, hiện tại thì Na đã kiếm được một cái chỗ có xoài non rồi, và Na cũng đã xin phép bác cho hái xoài rồi. Ở Long An thì mọi người rất là dễ thương. Xin cái gì là mọi người cho cái đó. Đây, trái này rất là sai. Đây là đúng chất trái xoài mà Na đang kiếm nha. Na đang đâm muối ớt thì Na có mang theo ớt xanh và ớt đỏ luôn. Cái này là dụng cụ Na đem theo. Cái này giống đúng chất trải nghiệm luôn á. Hello, SC ra kìa, quay ra đi. Hello, hai SC xinh đẹp. Đây, hôm nay là SC Long An có rất là đông. Mà hiện tại thì các em đang qua dần dần. Chiều là không biết Na có bị tấn công hay không nữa. Hôm nay tụi em trốn học đó hả? Đây nha, bây giờ là đang đâm. Đậm ướt cũng phải cần đẹp nữa. Xoài rửa rồi hả? Ngồi tướng kỳ không? Quay qua cho hai SC chào máy quay cái nào. Sao vậy? Ngại hả? Hay là đi dậm phấn gì không? Quay chén muối ớt nè. Về tắt âm khúc này quá, bụp 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 bụp. Đâm dập dập gì hơn. Ăn gì mới đã. Đó. Chén muối ớt của chúng ta đây. Đây nha các bạn ơi, đây là chén muối ớt của Na nha. Đây. Tươi xanh nha,
Bây giờ thì Na sẽ ăn đây. Bây giờ Na hái xuống rồi, tại vì cái xoài ở đây nó ở ngoài đường nên là nó rất là bẩn, nên là Na đã rửa nước rồi. Hái con ơi, hái con ơi. Bụp. Rồi xong. Xanh, xanh tươi luôn. Xanh tươi luôn. Mới hái mà rửa sạch sẽ ghê. Cầm 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 chén lên nè. Bây giờ sẽ quay ngược cam lại nha mọi người. Bây giờ là có một cái thử thách là Na ăn 5 trái xoài một lần. Ê Ngụy tướng có quay thấy cái chân không vậy? 5 trái xoài một lần. Mà xoài này là chắc chắn là Na nghĩ không biết là có ăn nổi hay không. Tại vì Na đang rất là đói bụng mà xoài rất là chua luôn mọi người. Cái xoài két thì mọi người biết rất là chua nha. Bây giờ mời mọi người nha, Thịnh ăn với má luôn. Trời ơi, bà dễ thương ghê luôn. Trời má cũng dễ thương, ai dễ thương má nữa con. Con chén mướp nè, trời mụn nó chảy nè, có ảnh hưởng gì không? Cho mượn cái dao đi. Dao đâu ta? Ê, em lấy giùm Na cái dao với. Sơ tôi được được cái rồi không cho quay mặt. Đây đưa đây cho chị. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rồi mũi chảy lum le luôn. Nước chảy. Nước tràn bờ đê. Nè con cắt đi. Trái thứ nhất nha. Nhìn chán mướt, chảy nước miếng. Thôi dạ. Thổ bay mùi chua lè luôn. Ngon quá anh quay phim ơi. Trời chua vậy sao ăn được 5 trái tao. Ngon quá. Nó rất là cay. Xoài thì nó rất là chua và rất là giòn. Xoài này là xoài non. Chua. Cũng hơi chua chua khá là chua. Cũng hơi chua chua khá là chua. Tóm lại là có chua hay không chua. Chua. Mua số không mấy em? Dạ không ạ. Đang ăn xoài hỏi mua vé số không mấy em? Cái dao. Chua quá. Cay. Cay không? Con cay được không? Được. SC nhưng mà kêu bằng má con không các bạn. Đang có hai bạn ở ngoài đang chảy nước miếng, canh quay phim cũng chảy miếng, sợ quay cái trốn liền. Không có quay đâu. Nè quay quay cho chén mướt nè. Mời cả nhà nha. Mời anh quay phim. Nhiều quá kìa. Em phim đeo mặt lại rồi. Có mùi xài quá không? Đây có toilet không? Có. Có buồn chuối nào cũng được. Kìa. Toàn thấy cái buồn gì? Buồn ngủ không? Miếng hơi nhạt mà được cái cho con đớp miếng má. Không biết ăn nổi 5 trái không nữa. Vô quá. Xíu nữa anh quay phim cũng vô ăn thử thách nha. Anh quay phim. Yep, 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 yep. Chua quá các bạn ơi. Chua không tụi em? Không. Lắc đầu. Chảy mồ hôi hột luôn á. Trời đang nắng. Cái này nó rất là cay. Xoài rất là chua. Xác định xíu nữa là nhập viện thiệt sự. Ủa ăn nãy giờ hết trái hả? Sắp hết rồi. Cầm nhau. Xoài bay mùi xoài không Thịnh? Ủa chứ lại xoài bay mùi chuối. Trời thả miếng dễ thương quá nè. Mời cả nhà nha. Mùi hôi hột chảy luôn. Cay quá. Không có cay thiệt. Không cay hả? Không. Không cay giỏi vậy. Má là chú không cay rồi đó mà gặp con nữa. Thôi chưa ăn chú miếng ớt đây. Nãy giờ con đâu có chấm ớt đâu không? Đây là chấm muối, chấm... Ủa có bột ngọt nữa hả? Đâm ớt mà có bột ngọt chứ. Trời chứ muối với lại ớt không sao ngon được. Ủa? Sao cảm giác của con như thế nào khi ăn muối của má 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 Đâm? Ngon. Dám chê. Chê bả lịa cái liền. Hai em có ăn không? Ăn vô quấy nè nè. Sợ.
5 trái. Trời trời. Không, 6 trái lận. Ừ, thử thách của má hôm nay là ăn 5 trái. 2 4 ở đây còn 5 trái. Má 4 trái nữa đó. À, chua tới náo, không à, chua tới náo luôn, chua quên dấu ngã luôn. Ông biết trời ơi, con gì đây hình đây, má ơi, không gì à, nó phập một cái là không chết gì xoài mà chết gì bị thương. Thôi trời, không biết là thử thánh được không? Chua quá, rất là chua. Bây giờ để nguyên này nè, chấm nè. À, cái đóng cốc hồi nãy đâu? Đây, đúng lầm, cầm đi. Đi lấy cốc đi. Giờ mình sẽ ăn trong cái này luôn. Ăn không, đi vệ sinh không khỏi gặp SC luôn, khỏi giao lưu luôn. Ăn như ăn chua quá như mấy chảy nước miếng luôn nè. Trời ơi, chảy nước miếng luôn nè mọi người. Xin lỗi nha, chua quá. Tự ăn tự chảy nước miếng luôn. Đó, mình dơ vãi. Không sao đâu, mọi người có thể bỏ qua được. Cố lên 5 trái. Đây, đây, cốc đây, cốc đây. Ai tới nữa vậy? Nhiều lắm, nãy giờ gọi. Đâu người ta? Xấu mẹ đuôi. Ăn đi con, ai gọi kệ người ta con. Đang quay clip mà. Ăn, ăn trước đi. Chưa giữa luôn á. Trời rượu chi con, trời dân quê mình mộc mạc tí xíu đi trời. Bây giờ sống lâu. Liếm liếm một cái ăn. Sao ngọt không, ngon? Cũng được, ngon. Này cái gì nó cũng khen anh Nguyễn Phim chắc. Để má trái non thử. Thế đừng cốc phần xoài. Ngon quá. Quay kén cái muối ớt nè. Người ta vô coi đồ ăn chứ người ta không coi mặt mình đâu. Nè, anh Nguyễn Phim HD chưa? Ủa đâu mời đâu trời, người ta kêu là quay nè chứ ai mà mời bốc ăn thì thèm lắm cái gì nè. Rồi quay lánh mặt nè. Mà mọi người nhá, cốc non hái tại vườn. Bơ mặt lại chạy. Ngon quá. Chua. Tôi nghe mùi dầu thơm gì đâu á. Ừ đúng rồi đó, tôi tính nói về mùi dầu thơm đúng không? Thơm thiệt. Mùi dầu thơm chứ không phải mùi cốc. Quán ăn đi con. Thử ráng thôi. Cái vỏ nó và cái hộp nó chát quá. Con nó thấy chát không? Đau bụng quá. Đau thiệt. Vãi. Xoài rất là chua. À, các bạn ơi, chắc là cái video thử thách ăn 5 trái xoài này á, thì Na sẽ ăn được có nhiêu đây thôi, tại nó rất là chua và Na sẽ không thực hiện được. Tại vì các bạn xem thì các bạn nghĩ là nó rất là dễ, nhưng mà khi các bạn ăn á, thì các bạn thấy nó rất là một cái cực hình, thật sự nó rất là chua và khi mà mình đang đói bụng nữa mình ăn nó không có ngon. Mà rất là thèm, thầy mọi người thấy Na nhiễu luôn không? Nãy mới đang ăn cái. Má ăn gì? Ngon quá à. Còn bây giờ thì bắt đầu, bây giờ mình đi đâu nữa? Câu cá đúng không? Đúng rồi, câu cá đi. Bây giờ thì Na sẽ dẫn mọi người ra ngoài sông để đi câu cá. Hào má ơi, hào. Câu hào hả? Má muốn câu hào hay câu sông? Con hào câu sao? Ý là câu ở cái hào á. À ra ngoài hào câu. Đúng rồi. À, hào, à, hào, người ta gọi là hào. À. Ra một cái hào có nước để mình câu cá. Và bây giờ mọi người theo chân Na. Đi tiếp thôi.
Anh quay phim không được chọc gái nha. Quay phim ghẹo gái kìa. Ủa đi 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 đi. Đi đâu? Câu cá. Còn cá đâu? Ủa chứ không phải má từ đây Sài Gòn đem xuống hả? Mày bị điên hả? Tự nhiên cái từ Sài Gòn đem quần câu xuống đây còn đủ má xuống Long An mà. Ủa chứ mày đừng nói đâu, mày không có cần câu do thịnh. Rồi mày câu cá bằng kiểu gì? Ủa nhớ quá, con nhớ đọc tin nhắn là má đem xuống mà ta. Chuyện thiệt sự luôn á. Ủa? Bây giờ các bạn ơi, rủ mình đi câu cá mà giờ nó không mang theo cần. Rồi bây giờ mình lấy cái cần gì mình câu, giờ con có cần nào không? Bự bự chút. Không. Không hả? Thiệt không? Thiệt. Thôi bây giờ là không có cần câu câu cá rồi, bây giờ chắc là không có luôn hả? Mình không mua được. Đi mua cây cần câu tre 10 mua đâu? Gần nhà con trên đây nè. Mà câu có không? Mua có hay là câu cá có? Câu cá có cá không? Không biết nữa. Hên xui hả? Hên xui. Thôi bây giờ cứ nó sẽ quay bình thường nha, bây giờ tới đâu tới đi, bây giờ là đi mua cần câu, nếu mà không có thì nó sẽ quay những cái cảnh ở đây cho mọi người xem. Ta-đăng! Đi mua cần câu. Đi, má lên trước đi. Ok ok, lấy cái mic ra chứ không đi được. Taxi! Taxi kìa, taxi kìa. Trời ơi, siêu xe luôn á, taxi nó hơi bị siêu xe luôn. Thôi cái SCD đông không mọi người, đây mới có 4 bạn xinh đẹp thôi, xíu nữa mới đông. Bây giờ là chắc là Na sẽ đi chơi với mấy bạn trước, rồi tới chiều Na sẽ giao lưu với các SCD sau. Nhìn tao muốn chợ nè. Và video thử thách ăn xoài 5 trái xoài hôm nay thì đã quay xong rồi. Thì bây giờ mọi người nhớ like, subscribe và bình luận phía dưới cho Na thấy. Và mọi người nhớ nhấn cái chuông phía dưới để có thông báo những cái video sau. Và bây giờ thì Na vẫn đang ở Cần Giuộc Long An để giao lưu với SC. Còn mọi người muốn coi cái video tiếp theo của giao lưu với SC hát cổ bo thì mọi người nhớ xem video thứ hai nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người đi. Ôi chị Na, chị Na. Vô chè. Vô chè. Vô chè. Chè chè đậm. Nước lạnh. Ngồi ghế ngồi ghế. Ngồi ghế. Đứa nha. Đi đâu vậy? Thì chị đi kiếm chồng. Chồng chị ở đâu? Chồng chị ở đâu còn lâu chị mới biết. Không biết ở đâu mới kiếm đó. À chị đi nào vậy? Ở đây là Cần Giuộc Long An, chị đang kiếm chồng, chị đang đám cưới bên đây nè. Đó. Không, cướp chú rể, không rảnh để đánh ghen. À, cho cô dâu sao? Anh chè đem, anh chè đem. Anh chè, anh chè, anh chè.